chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ quay clear clip trước thì em đã quay xưởng C và xưởng D. Em đã gộp vào thành hai xưởng một clip vì là để nhằm thời lượng cho các bác xem đỡ nhàm chán, thì em sẽ quay các bác tiếp theo là khu xưởng nhà A nhé. Tại vì là C D đến trước nên là em sẽ là quay CD trước, thì đấy cái chỗ này là nó đứng ở sau cùng, em sẽ quay cho các bác xem xưởng A nhé. Ở đây xưởng A này. Đấy các bác cùng em vào bên trong khám phá xưởng A nhé. Sẽ đi một vòng trước, một vòng bên ngoài đi. Đây là toàn bộ khu bên ngoài nhé, bên ngoài xưởng A. Cái khu này này, khu đấy, khu các bác đang nhìn này này, khu này là chỗ để xe máy này, là bán họ bán những cái đồ ngoài khác nữa thì mình không tính đấy, mình chỉ tính cái là các bác xem là khu xưởng này chuyên quần áo đấy. Đấy những cái kiện này này, kiện này họ đóng sẵn này nhá, chỉ việc chờ xong là giao đi thôi. Đây hầu như nhà nào cũng có kiện sẵn này. Em sẽ vào đường này nhé, này cho các bác xem. Đây tất cả có kiện đóng sẵn hết đây nhé. Đây toàn kiện đóng hết rồi. Hầu như là nhà nào cũng có. Em cứ vòng qua đường này nhé. Đây tất cả kiện nhà nào có kiện, kiện đóng sẵn hết cả. Đây các bác xem cho xem rõ nhé. Khu này là khu A nha các bác nhé. Em thấy khu C, khu D là đông hơn, tại vì khu đấy nó gần dãy đường. Khu này không hiểu sao A nó lại xếp bên trong. Đây toàn kiện có hết này.
quá nhiều luôn này. Em đi phượt gì đây toàn các kiện quần áo nữ, vì là ở bên trong quản lý họ đã bảo là họ sắp đóng cửa nhá, thì mời mình ra ngoài, thì mình ra ngoài mình quay bên ngoài nhé các bác nhé. Quá nhiều luôn này. Còn rất là nhiều nữa. Nhiều lắm này. Một kia tổng một kho này. Quá trời luôn. Và 64 ghi ạ. Và đây họ sắp ra đây, đóng cửa, sắp cửa tắt điện nghỉ sao ạ? Mình sẽ đi nốt ra đây xong về nhé. Alo, túi xanh. Ô chiều bên kia đóng cửa sao nhỉ? Còn ra đâu nhỉ? Đây. Đóng cửa rồi, đóng cửa chợ rồi. Giờ ra mình sẽ đi về nhá. Đấy, tất cả khu A nhá. Đây là khu A chỉ có vậy thôi. Mình sẽ thông nốt qua đường này. Em đi phượt chị ơi. Và đây này, tất cả trong này cũng còn này. Nhiều lắm này. Để mình ra nốt đây xong rồi về nhé.